Thế thuê tôi này. Tận tâm trách nhiệm. Chốt luôn. Tôi sẽ trả anh hai lương, cả công ship lẫn ở cửa hàng. Chắc em bỏ đứa nhỏ. Đừng có mà điên. Làm thấy là thật được đấy biết không? Chứ đẻ nó ra rồi không nuôi đàng hoàng thì còn thất đức hơn. Em bình tĩnh lại đi. Dù chưa được sinh ra nhưng mà đã được tỉnh là một sinh mạng rồi đó. Không muốn Pu thấy tôi chạy ship. Làm ship chứ có phải làm ăn trộm ăn cướp đâu mà phải xấu hổ. Với lại Pu thấy trải mặc cái áo này còn đẹp trai hơn lúc ở trên bản ý. Thank you.